Hello, chào mọi người. Thì hôm dài mọi người thấy mình khá là vắng mặt trên YouTube ha. Thì không phải là mình lười làm clip đâu, mà tại vì mình đang chờ đồ về. Thì như hôm rày mình đã nói các bạn là về đồ xe rất là nhiều, nhưng mà mình không có nói chi tiết về một vài sản phẩm. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này để nói anh em về một câu hỏi mà rất là nhiều anh em đang hỏi, mình sẽ giải đáp luôn. Đó chính là chúng ta có nên lên ICO hay không? Thì ICO chúng ta lên ICO để làm gì? Đó, rồi lên ICO có hại mai không? Đó là câu hỏi rất từ rất là nhiều các bạn đã hỏi mình. Thì trước khi đến với câu chuyện hôm nay thì mình có thông báo với các bạn là mâm Red Leo và 5 cây bản 1.4, 1.6 chạy xe tơi cho 50 đã có hàng rồi. Mình sẽ để đường link mô tả nằm ở đây, hoặc là nằm ở dưới phần mô tả của video để anh em thể mua hàng ha. Rồi bây giờ mình cũng tiến hành đi clip nào. Ok, let's go. Ok, chào mọi người. Thì đầu tiên nói về ICO cái đã. Thì ICO thì cái câu ICO chúng ta sẽ áp dụng với những dòng xe nào? ICO mình sẽ áp dụng với dòng xe FI. FI như giống như dòng xe nào mình sẽ gọi là ICO ha. Đó là phân khúc phổ thông thôi ha. Mà chỉ áp dụng từ 125 cho đến 150 cm khối. Đó chính là dành cho Raider, Satria, Exciter 150, i15ZR, RS150, Winner, Sonic. Đó. Thì Vario thì những dòng cho đó chúng ta hiện đang có ICO. Thì những dòng xe nào mà đang phổ thông, đang cái kiểu như là nhiều nhất thị trường Việt Nam và đang chiếm hữu thị trường rất phần một phần đông, rất là nhiều anh em đang chơi xe đó, thì mình sẽ giới thiệu anh em các dòng ICO đó. Thì bây giờ anh em ra đường thì 10 chiếc hết mẹ nó, 8 chiếc bô xăng lửa rồi, 1 chiếc nữa là 6265 đó. Còn xe zin thì hiếm lắm anh em, bây giờ ra đường kiếm xe zin hơi bị hiếm. Thì các anh em không biết tại sao anh em luôn hỏi mình một câu hỏi là anh em mà những người mà mua xe mới lần hỏi sẽ hỏi mình là: anh ơi, em mới mua xe, em muốn lên ICO có ảnh hưởng tới máy hay không? Em muốn lên ICO thì ICO để làm gì? Thì hôm nay mình sẽ giải đáp những câu hỏi đó luôn. Đầu tiên mình sẽ nói tới dòng ICO. ICO là một cái hệ thống áp dụng với xe FI. Nó giúp đi, nó giống như cái bộ não của chiếc xe cho anh em. Nó điều hành mọi thứ trên xe, nó là kiểu như mình giải thích cho anh em, kiểu như là cái ICO là cái đầu mình, nó còn dên là tay, bánh xe là chân, nó đó điều khiển tay và chân chúng ta để chúng ta có thể hoạt động. Nó ICO là vậy. ICO càng xịn thì có nghĩa là một cái bạn đó có đầu óc càng thông minh. Còn những cái ICO mà zin thì đầu óc nó kiểu như mấy bạn ở mức tầm trung bình thường, chứ các bạn sẽ làm việc một cách rất là bình thường. Ví dụ như người bình thường các bạn làm một bài toán trong vòng 5 phút mới xong. Còn người thông minh họ làm bài toán chỉ cần bằng cách họ nhìn vào, hoặc là họ làm ngắn hơn khoảng 3 phút, 2 phút, 1 phút là họ xong. Nó áp dụng lên xe nó cũng giống như vậy anh em. Khi mà anh em gắn ICO xịn vô thì xe anh em sẽ chạy nhanh hơn, cái quãng đường anh em chạy sẽ ngắn hơn. Ví dụ anh em xe zin chạy 1 cây số trong vòng 1 phút thì ICO độ gắn vô xe zin anh em chạy 1 cây số trong vòng khoảng 50 giây hoặc 40 giây thôi. Đó, nó rút ngắn thời gian lại vậy. Thì đó là cách giải thích rất là ngắn gọn để cho các anh em hiểu thay ICO để làm gì. Và trong khi đó là ICO hãng á, là họ sẽ giới hạn dòng tua. Thì thông thường xe của anh em đạt khoảng tầm 9.000, 10.000 tua là xe sẽ đờn, tăng. Anh em hiểu không? Đó, cái xe zin em khi mà chạy tầm 90.000 tua xe tăng, nó sẽ không có hoạt động tối đa được. Thì chúng ta sẽ thay ICO đổ vô để nó có thể hoạt động hết công suất. Thì trên thị trường hiện bây giờ có rất là nhiều dòng ICO đổ, giống như các hãng mình hay nói tên lên ha, là Red Leo nè, BRT nè, ATE nè, Puma nè, Aracer nè, Avitex nè, đó các hãng mình đọc tên nó có ở Guzzi nữa, thì các hãng đó là mình đọc tên nên em sẽ rất là quen thuộc. Nhưng mà tại sao mình hôm nay mình sẽ nói thiên về hai cái dòng ICO? Tại vì nó là hai cái dòng ICO mà hiện bây giờ đang rất là phổ biến trên thị trường Việt Nam và rất là nhiều anh em ưa và tin dùng.
mình sẽ không không ở đây mình không phải là một cái top so sánh, nhưng mà mình sẽ nói cho anh em về cái độ mức độ tin dùng và lý do tại sao nó lại nhiều người sử dụng nó như vậy. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ có ESO gách leo. Đây ESO gách leo anh em. Thì cục ESO gách leo sẽ nằm trong hộp gách leo có như thế này. Đó, anh em thấy chưa? Nằm trong hộp gách leo như thế này. Và ESO gách leo thì bên trong cục ESO, hộp ESO sẽ có một cái cục ESO và cộng dây cáp chuyển đổi và một cái cộng cáp để cắm vào máy tính để chúng ta set map. Thì mình sẽ không để chung nó, tại để chung nó thì khá là rầm rà, nên một hồi mình sẽ cho anh em xem hai cộng nó riêng. Thì trên tay mình đang cầm một cục ESO. Đây, cục ESO này là cục ESO của RS150, có nghĩa là Winner Sonic. Thì không quan trọng là mình đang cầm cái dịp gì, mình chỉ cầm một cái là ví dụ cho anh em thôi. Khi anh em mua cục ESO này về thì đầu tiên nó giúp cho anh em được cái gì? Nó sẽ giúp cho anh em tăng mã lực của xe lên bằng cách như thế nào? Là chúng ta sẽ mở toàn bộ giới hạn tua máy một cách rất là trực tiếp. Đó, là chúng ta sẽ set map bằng máy vi tính, chúng ta có thể mở tua của anh em là từ 0-20.000 RPM. Nhưng mà không ai mà set 20.000 RPM hết anh em. Thì thông thường các bạn sẽ set cho bô xăng lửa tầm 13.000. Đó, rồi bô xăng lửa rất nắp là 14.000. Đó, 13.500, 14.000. Hoặc là anh em nào mà 62, 65 thì anh em sẽ set 14.500. Đó, ví dụ vậy. Đó, rồi anh em sẽ hỏi mình là set như vậy sẽ có hại máy hay không. Thì câu trả lời của mình đó là của anh tùy người. Đó, ví dụ như xe zin, anh em chỉ thay một khoai xôn này. Đó, anh em đang là một người chạy xe zin hoàn toàn, mình áp dụng cho Exciter, Raider, Sachia và Vairo. Thì các bạn đang chạy một chiếc xe zin trong hãng mua ra, bạn chỉ mua đúng một cục ESO như thế này, các bạn thay vào. Thì các bạn sẽ mở tua nó tầm 12.500 đến 13.000. Đó, thì ở cái tần số như vậy, cái cường độ làm việc như vậy thì xúc bắp zin và lò xo zin, cái đầu zin của anh em có thể đảm nhận và chịu được hết công suất tối đa. Thì như vậy thì cái xe anh em sẽ không bị hư. Đó, và thêm một điều nữa mình lưu ý nha anh em, khi mà anh em mở tua được như vậy á, với một chiếc xe zin, hãng người ta không thường sẽ làm được như vậy, nhưng mà với một chiếc xe zin anh em mở như vậy, anh em chạy với vận tốc tối đa, thì chúng ta mình có một lời khuyên với anh em là anh em không nên vặn hết ra. Có nghĩa là hết ra với mình là như thế nào? Ví dụ như điểm 10 là điểm hoàn toàn tuyệt đối, là hết công suất của máy anh em, anh em chạy tầm điểm 9 thôi. Anh em chạy ví dụ mình nói ra bằng số lượng, bằng km đi. Ví dụ bình thường xe anh em là chạy 130 km/h cho áp dụng cho chiếc Exciter 150 zin, chưa hai ESO. Anh em thay ESO vô thì ví dụ như anh em chạy được 140, 145, 150, nếu em cầm ga thì anh em chạy tầm khoảng 135, 140, anh em giữ cái ga đó, hoặc là anh em cầm chừng điểm 8, điểm 9 vậy thôi, điểm 10 để anh em đừng lấy. Anh em lấy 8, 9 anh em chạy hoài thì xe anh em rất là bền. Còn nếu anh em cứ mà cắm ESO vô được, anh em nói ừ xe của mình đã mở hết tua rồi, mình chạy hết ga hết số, anh em cứ dặn hết công suất tối đa, anh em nhận hoài, anh em kiềm hoài như vậy thì không có cái gì mà chịu nổi anh em hết được. Đó, không những chiếc Exciter mà tất cả dòng xe khác trên thị trường không có ai mà làm ra cái xe mà chạy hết ga, mà anh em cứ cầm hết ga anh em chạy hoài hết á thì không có thứ gì mà chịu nổi hết trơn á. Anh em chạy anh em phải biết nương cái xe anh em thì xe anh em mới bà được. Đó lý do tại sao mà rất là nhiều các bạn hỏi gắn vô, hỏi xe có hư hay không, xe có rần máy hay không, tại vì mấy bạn rất là kiểu như mấy bạn rất là tham lam, mấy bạn cắn vô được ừ nói xe tụi mình đã độ được ESO rồi, đã mở tua rồi, bạn cứ cắm đầu ra, bạn chạy hết ra số, bạn dặn cứng ra xe máy nó gồng hết ra hết sức hoài thì sao mà cái gì mà bà bền mà chịu nổi anh em. Đó, hoặc là cái gì ví dụ đơn giản nhất thôi, cơ thể anh em nâng được cục tạ là 10 kg. Đó, thì anh em nâng cục tạ khoảng 8 kg, anh em thấy rất là khỏe. Nhưng mà anh em ginh 10 kg, ok anh em vẫn ginh được, nhưng mà bắt anh em ginh hoài anh em ginh đâu có nổi. Ginh cục tạ 10 kg anh em ginh hoài đâu nổi, đúng không? Trong khi đó anh em ginh 8 kg, 7 kg anh em ginh hoài anh em ginh nổi. Đó là ví dụ rất là đơn giản để cho anh em nào mà không hiểu cái gì mình đang nói á thì cho anh em hiểu á. Rồi trong khi đó là anh em sẽ hỏi về bô xăng lửa cho quay game Sirius, thì đó là một câu hỏi khá là thú vị. Nhưng mà anh em sẽ nói cho anh em là xe 110 phân khối và xe 150 phân khối đổ lại á, chúng ta không có bài bô xăng lửa nha anh em. Đó, không có bài bô xăng lửa. Anh em á, nếu anh em muốn thay IC và mua bên sườn thì có, chứ mà anh em nói là làm bô xăng lửa cho quay rim Sirius là không có nha anh em. Quay rim Sirius anh em chỉ có lên 54, lên full 110, nó lên đầu lò anh pha ví dụ vậy thì á, là có, nhưng cái bài bô xăng lửa cho quay rim Sirius là không có, nên em lâu lâu anh em cứ hỏi về bô xăng lửa quay rim Sirius thì mình chịu thua nha. Rồi, cái cục ESO đầu tiên mình đang nói về gách leo.
đó. Rồi sau đó mình sẽ có một cục đó là của Uma. Ở đây đó là một chiếc bô xăng lửa mới chạy ngang đó này, mình em nghe tiếng xe không đấy. Bây giờ ra đường là toàn bộ xăng lửa thôi với xe độ, còn chán quá. Đây là cụ xe M5, thì chúng ta có Uma M5 và Aggressor Mini 5 là cũng là giống đó nha anh em, nhưng mà khác một cái là một cái của Uma với cái của Aggressor thôi. Thì nó khác nhau và giống nhau điểm nào? Nó khác nhau là hãng và quá trình bảo hành. Ví dụ như Aggressor anh em được bảo hành 1 năm hư sửa, có nghĩa là trong vòng 1 năm đó cục Aggressor anh em chạy như thế nào hư sẽ được sửa, bảo hành sửa chữa anh em. Xin lỗi anh em, nếu anh em hư sẽ được bảo hành sửa chữa. Còn đối với Uma M5, anh em hư sẽ được đổi mới, một đổi một. Ví dụ như đây cái cục này bị cái gì đi chăng nữa thì cũng được đổi cục mới. Còn với Aggressor trong vòng 1 năm nếu anh em sử dụng mà nếu có hư thì anh em sẽ cái bên hãng Aggressor họ sẽ nhận cái cục Aggressor của anh em và họ sẽ tiến hành sửa chữa trên nó. Có nghĩa là sửa chữa chứ không đổi mới nha anh em. Thì cái nào nó cũng được bảo hành, thì anh em thích hãng nào thì mua hãng đó thôi. Đấy. Mình tại sao mình lại quảng cáo hai hãng này thì với một cái sự lời nói như thế này, nếu em quan tâm về cái sản phẩm mà xe lên ESO thì trên thị trường bây giờ nếu anh em lên thị trường rack, sân rack trên sân 2K ở Việt Nam chúng ta có sân 2K là cái sân mà chạy rack rất là lớn, hoặc là sân Đại Nam thì Đại Nam mới tổ chức giải gần đây thôi. Nhưng mà anh em nếu mà anh em đã từng lên sân 2K và sân rack, hầu như 90% anh em sẽ gặp hai dòng IC ESO đó chính là Gatleo và Abitech. Abitech nha anh em, chứ không phải là Uma Aggressor nha. Không phải Uma và Aggressor, nhưng mà là Gatleo và Abitech. Đó, Gatleo và Abitech. Nhưng mà tại sao đường phố anh em chạy Abitech rất là ít? Tại vì Abitech khó canh, dễ chết. Thế chuyện này mình nói thì anh em nào làm thợ chơi xe hoặc là làm thợ ráp máy thì anh em biết rồi. Đó, cục Abitech khá là bị dễ đai. Nó canh lộn xộn không được thì nó sẽ đai, nó có dễ đai anh em. Nó và khó canh, khó tìm được người canh nó cho nó hoàn hảo. Nhưng mà nếu mà cục Abitech mà anh em biết canh thì nó chạy rất là ghê. Nó tại Abitech nó chuyên sâu, rất sâu về cục máy của anh em luôn. Mà anh em mà chạy vô sân lửa, chạy đường phố anh em không quan tâm đến cục đó đâu. Tại vì không có thợ canh và anh em không biết cách canh tại nhà thì nó cũng rất là khó khăn cho anh em. Đó, trong một cục mà anh em dễ bị đứt. Trong khi đó Gatleo và Uma và Aggressor thì mình sẽ cầm luôn một cục Aggressor cho anh em. Đây. Anh em thấy không? Đó, hàng này thấy chưa? Thì mình rất thích ba cái hãng này. Thì đầu tiên hai thằng này coi như là một đi, tại vì nó có sự sử dụng chung một cái hệ điều hành luôn, một cái phần mềm luôn, là xài phần mềm Uma thì chỉnh Aggressor cũng được, xài phần mềm Aggressor chỉnh Uma cũng được. Là tính ra hai cục cũng như một cục, chỉ khác cái mặt thôi. Đó, còn cách leo thì anh em phải cắm cáp trực tiếp vô máy tính. Anh em canh. Đó. Thì lý do tại sao anh em sử dụng Gatleo đúng không? Thì cái Gatleo này á, thì đầu tiên hồi từ cái thời mà Gatleo ra cục V2 và V3 tới bây giờ, hiện tới nay ha, mình chưa bao giờ mình gặp trường hợp là nó bị lỗi và nó bị hư. Chưa giờ gặp, tại cái bản thân của mình bán là mình chưa bao giờ gặp nha anh em. Còn những shop khác mình chưa biết, nếu anh em đã từng bao giờ sử dụng cục Gatleo bị lỗi, anh em hãy comment vào bên dưới để cho mình xem cái số lượng người bị Gatleo hành nó là bao nhiêu ha, mà nó bị lỗi. Thì chúng ta có cục Gatleo bị lỗi thì anh em vẫn được đổi một đổi một trong vòng 12 tháng. Đó. Thì anh em có nhiều anh em hỏi về cái phần mà bảo hành, thẻ bảo hành này kia, thì mỗi cửa hàng bán thì có một cách niêm phong bảo hành khác nhau, thì miễn sao người ta biết đi, người ta bảo hành cho anh em trong vòng 12 tháng là được, đúng không? Rồi, một phần nữa. Anh em có câu hỏi với mình là lên bô xăng lửa chạy xe tơi gồm những gì, thì bữa hôm trước rất là lâu rồi mình đã làm một cái clip về anh em lên môn xăng lửa cho Exciter và Winner Raider Sachia rồi đó, rất là nhiều. Nhưng mà anh em có kiểu hầu như hồi trước mình làm clip hơi bị mấy kia hơi bị khó hiểu, mình chưa có sấy sâu vào vấn đề đó, nên hôm nay mình sẽ làm một clip sấy sâu hơn về phần bô xăng lửa rớt nắp và bô xăng lửa hạ cam cho anh em ha. Tại vì hồi trước mình làm cho anh em là bài bô xăng lửa là zin, có nghĩa là anh em chỉ thay ESO, họng xăng, ESO, họng xăng, pin sườn, bát phun và họng ESO, pin sườn, họng xăng, bát phun. Đó, dây bô anh em bô móc hai cái bô. Đó, lấy tàn ông. Đó là làm nồi, vậy thôi. Còn hôm nay mình sẽ nói với anh em về một vấn đề nữa là liên quan tới cam và là sơ đầu. Đó. Sau khi anh em mua được cho lựa chọn được cục ESO thích hợp thì tiếp theo anh em sẽ là cần gì? Tiếp theo đối với mình khá là quan trọng đó chính là họng xăng.
Thì với mình ở đây mình có hai thương hiệu. Một thương hiệu là giá rẻ phổ thông, và một thương hiệu là tầm trung, tầm cao cho anh em. Đối với mình, hai thương hiệu mà rất là phổ biến nhất hiện nay đó chính là một là TA Racing. TA Racing thì họ cho một sản phẩm với giá cả phải chăng, và trong khi đó là một sản phẩm của họ đưa ra thì rất là đẹp. Đây là hộp xăng TA Racing 32mm, thích hợp cho anh em lên bô xăng lửa. Đó, TA Racing. Và một cái sản phẩm mà rất là nhiều được anh em tin dùng đó chính là của SWR, là xung quạt các kênh đó anh em. Đó, xung quạt kênh 32. Đây, SWR xung quạt các kênh. Đó, mình sẽ để như thế này. À, xung quạt các kênh. Đó chính là họng SWR. Đó, còn đây là TA Racing. Đó, thì hai dòng này là hai cái dòng mà rất là phổ biến, thì để cho anh em thích hợp cho anh em lên bô sàn lửa. Thì trên tay mình thì có hai dòng, mình sẽ không nói ưu và nhược điểm của hai dòng này, tại vì mình thấy cái nào cũng có ưu và nhược điểm riêng. Nhưng mà với hai cái giá cả khác nhau thì cái này tầm với giá là 1 triệu đó, đúng không, 1 triệu, còn cái này tầm giá là 1,4 triệu, thế là nhau 400 ngàn đó. Nó làm như vậy, trong khi đó chúng ta sẽ có hai cái đằng sau cái họng xung quơ kinh thì cái đây nó lo chỗ này sẽ nhỏ hơn, còn ở đây thì sẽ lớn hơn. Anh em thấy cái họng xung quạt các kinh nó sẽ nằm to hơn. À, anh em thấy không? Đấy, anh em sẽ thấy nó nằm hơi to hơn, nằm kế bên như thế này. Đó, và nước CNC á, thì có hai hãng làm rất là tốt. Đó, thì anh em nếu anh em nào phổ thông, sinh viên, học sinh, anh em muốn lên bô xăng lửa mà giá tầm trung thì anh em có thể mua lựa chọn TA Racing. Còn nếu anh em nào có khá giá thiếu, anh em bỏ thêm tầm 400 ngàn nữa thì anh em sẽ nhận được một sản phẩm, đó chính là của Sunwood Racing. Đó, thì hai sản phẩm này thì thích hợp cho anh em lên bô xăng lửa. Và kèm theo đó là anh em lên bô xăng lửa, anh em sẽ hỏi chúng ta sẽ sử dụng kim là bao nhiêu. Thì đối với mình có một cái con số cho anh em, đó là kim 130cc của Redleo. Thì giá cả thì nếu kim loại mới thì tầm 750 ngàn, với kim loại cũ thì tầm 650 ngàn. Đó, thì hai cái phần đó thì bây giờ kim mình cũng không biết mình để cái kim Redleo nằm ở đâu ta. Đây là kim Redleo 130cc đây anh em. Thì lý do là mình mới nâng cấp cái tủ, bây giờ mình đồ thì mới trưng lên, mình cũng không biết cái đồ mình để đâu nữa anh em. Đây là kim Gắt Leo 130cc, thì nó có màu xanh trong hộp như thế này. Còn nếu như anh em mà nhận một cái sản phẩm mà không có hộp thì cũng anh em đừng có lo lắng, tại vì đôi khi Gắt Leo á thì sẽ hết cái đồ để hút chân không, và vô hộp như thế này thì bên công ty á, bên anh Thịnh sẽ gửi cho mình có cây kim không à, chứ không có cái bịch gì hết đó. Thì đồ sau mình gửi đem vậy, thì miễn nó là cái kim Gắt Leo mới và bảo hành trọn đời, cho bảo hành chỉnh diễn, nếu kim này có bị lỗi gì anh em sẽ được tiến hành đổi cây kim mới đó. Thì rất là yên tâm anh em sử dụng, mua cái sản phẩm chính hãng mà được bảo hành vĩnh viễn thì rất là ok. Anh em nào lên bô sàn lửa anh em cứ chạy tẹt ra thôi đó. Với mô bên sườn thì mình cũng có một vài bô bên sườn thích hợp cho anh em, đó chính là bô bên sườn. Nếu mà nãy giờ mình đang nói đồ của Redleo thì anh em cứ mua cái mô bên sườn Redleo đi, tại vì lửa của mô bên sườn Redleo rất là dịu đó. Từ để mình dựng cái họng xăng lên anh em. Cái lửa của bên sườn Redleo khá là dịu nên khiến cho anh em chạy xe sẽ không bị rốc máy và nó sẽ rất là êm đó. Thì tại vì anh em thông thường anh em sẽ hỏi mình đó là mình sẽ đi bô bên sườn nào đó cho thích hợp, thì mình sẽ giới thiệu anh em luôn, đó là bô bên sườn Redleo nha. Đây, cái mô sườn Redleo làm sao sẽ đi qua đây mình lấy, tại vì cái camera mình để có con chỗ anh em, đôi khi mình đi tới đi lui thì không thấy mặt mình mà chỉ thấy có cái đống đằng sau này, thì anh em thông cảm nhé. Đây là mô sườn Redleo dành cho xe FI. Đây Yamaha thì chúng ta sẽ có cộng dây màu đỏ, còn anh em nào chạy Honda anh em mua thì sẽ có cộng dây màu vàng đó, sẽ không khác gì đâu nè anh em. Thì đối với mô sườn FI thì nó sẽ có hai chấu ở đây anh em, theo ở đây có một chấu và bên đây có một chấu, hai chấu đấy. Thì em cứ về anh em cắm ra, nó rút ra gắn như zin anh em. Nhiều khi anh em hỏi của mình anh em về sẽ gắn như thế nào, thì mình kính thưa anh em nè, đây ngay chỗ này nè, nó sẽ có cái chấu bự và bên đây sẽ có cái chấu nhỏ. Đối với xe của Yamaha thì anh em cứ rút chấu bự anh em cắm vào bên bự, còn anh em cắm chấu nhỏ vào bên nhỏ. Đó là một cách rất là đơn giản và dễ hiểu cho anh em nào mà tự gắn tại nhà mà không biết về điện xe hết, đó là như vậy, cứ bên bự gắn bên bự và nhỏ gắn bên nhỏ là không bao giờ sai hết nha anh em. Đó, không khi nào sai được, tại vì nếu mà cái bự mà gắn vô nhỏ thì được, chứ cái nhỏ anh em gắn bên bự cũng đâu được đâu đó, anh em hiểu không. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có lồng đấy. Thì từ từ anh em đợi mình đóng hàm này ha. Thì đối với cam và lò xo đầu thì hiện bây giờ chúng ta trên thị trường chúng ta sẽ có một dòng cam, đó là cam Redleo. Đây là cái cam Redleo
Đó. Trước mặt anh em đó là cây cam ghét leo 1. Đó là cam ghét leo 1 á, thì là cam ghét leo bôi xăng lửa đó anh em. Thì thật ra nó là gốc là cam nó là 5.3. Đó, cam 5.3 cho anh em lên bôi xăng lửa. Thì cây cam này á, là của ghét leo. Thì được ghét leo á, canh chỉnh cho là tốt. Cái xe mà anh em chạy muốn phát hay không á, muốn chạy có đạt hay không, chạy có hậu có tốt hay không, có đâm hay không, thì 90% là do cây cam, còn 10% chỉ cho thợ máy ráp đi. Tại cái phần ráp máy thì công thức nó là có, anh em nào thợ máy biết rồi cứ tháo ra ráp vô theo đúng công thức là được. Còn cây cam hành hay không là do cây cam nha anh em, chạy hậu có đâm hay không, đề ba có bốc hay không, đó là do cây cam hết luôn nha anh em. Thì thị trường bây giờ chúng ta sẽ có rất là nhiều dòng cam, ví dụ mình đọc cho vài tên cho anh em nghe, giống là Red Leo nè, BRT nè, TRF nè, CMS nè, UMA nè, cam chép nè, cam tàu lao, cam lò, từ lơ hết trơn luôn. Nhưng mà mình hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em cam ghét leo, không phải vì mình là fanboy ghét leo hay là gì hết. Nhưng mà đối với một hãng sản xuất cam thì ở Việt Nam mình lại tin tưởng ghét leo hơn. Đơn giản á, ghét leo á là cây cam được anh Thịnh nó rất là o rất là kỹ, và cái thông số này đã là một cái thông số cái kiểu như là mặc định luôn cho anh em thợ, anh em về cái gốc cam này kia được công bố rất là rõ ràng. Anh em không biết gốc cam như thế nào hay là điện thoại hỏi trực tiếp cho anh Thịnh, anh Thịnh sẽ chỉ cho anh em về cái cách mà canh cam đối với thợ nha. Còn với các bạn mà gọi như là vọc vạch, học sinh sinh viên tự về nhà tự canh xe, thì cái chuyện mà canh cam quay gốc cam như thế này thì mình không thể nói ở đây được, tại vì mình nói ở đây thì làm cái clip này có thể kéo dài hơn rất là nhiều. Nhưng mà chuyện đó thì nó chơi chuyên sâu về bên thợ máy hơn, không chuyên sâu về bên thợ máy hơn, nên anh em nào làm thợ máy thì mình chỉ cần nói như thế này là anh em đã biết rồi ha. Về cách quay cam, quay bàn chế độ này kia thì đó là bên thợ máy. Nhưng mà mình nói với anh em á, về cái kiểu này mình đang nói cái cam này là cho những bạn nào là muốn mua đồ lên bôi xăng lửa, cần phải biết là xe mình nên có những cái gì. Đó, đây là cam ghét leo. Đó, này mới chưa, góc số 1. Vậy thôi, còn nếu như anh em mà muốn lên 62, 65 hoặc là 65 cộng thì nó sẽ có những dòng cam nào mình sẽ nói luôn. Giống như ở đây mình sẽ có cam, đầu tiên là cam 6.4. Đây, anh em thấy được số 6.4 không? Đây, số 6.4. Đấy, cây cam ra 6.4 anh em được thấy trước mặt anh em đó. Thì gốc cam nó sẽ ú hơn, mập hơn. Đó, anh em thấy không? Thì mình nó ú và mập cho anh em nào không biết về cái cách đo cam á, thì anh em sẽ nhìn trực quan, anh em sẽ thấy cái cam này nó sẽ ú hơn, nó sẽ mập hơn là cái cam mà của bô xăng lửa. Đây, anh em thấy không? Cây cam của bô xăng lửa thì nó sẽ ốm hơn anh em thấy không? Đấy, anh em thấy trực quan, anh em thấy đây là cây cam của bô xăng lửa đây anh em. Đó, còn cây cam này á là của 62. Đó, 6.4 anh em thấy gốc cam hay sẽ mập hơn. Nó mập hơn thì nó sẽ mở và đóng gốc xả, và cái xúc bắp xả, xúc bắp hút lâu hơn thì lượng xăng anh em sẽ bơm vô nhiều hơn, và nó mở ra lâu hơn thì nó xả ra nhiều hơn. Đơn giản vậy, mình nói đơn giản vậy là anh em nào mà chạy mà xe á, anh em không biết gì anh em sẽ hiểu. Nó gốc càng mập thì nó sẽ càng bơm nhiều hơn, và nó sẽ cái kiểu như mà nhọn á thì em sẽ dừng cái, nó sẽ mở xúc bắp ra đóng lại liền. Còn nếu như nó mập á, nó sẽ mở ra, nó sẽ đè lâu hơn để cho mở ra nhiều hơn. Vậy thôi, mình nói cái đó là nói rất là đơn giản cho anh em. Thì cam ghét leo hiện bây giờ mình đang có bán những dòng như là ghét leo 1 nè, 6.4 nè, 6.8 và 7.2. Thì anh em muốn mua thì anh em có thể lên trực tiếp trên Shopee của mình. Cái trang ở trên Shopee của mình có đăng hết cho anh em rồi. Em muốn mua chỉ cần lên trển em mua, anh em lựa chọn cái xăm số mà anh em cần mua thôi. Đấy, đối với cam ghét leo. Còn hôm nay mình còn có cái gì nữa ta? Vì lòng ghét leo thì mình có lòng ghét leo 57 và ISET 57 anh em. Đó, thì hổm anh em đã coi về một clip lòng của mình rồi. Thì anh em nào mà bôi xăng lửa hoặc là đến full 57 á, thì anh em sẽ có mua cái lòng ghét leo hoặc lòng ISET. Thì mình có hai cái hãng mà đặc trưng và có sẵn luôn luôn, có hẳn có hàng tại cửa hàng. Đây là lòng ghét leo anh em. Đó, trái ghét leo 57. À, anh em thấy chưa, trái leo 57. Thì cái lòng này anh em thay vô thì nó sẽ khác cái lòng zin như thế nào, mà tại sao lòng zin chúng ta cũng 57 mà cái này cũng 57 mà chúng ta phải thay. Đó chính là cái nước kiến. Cái nước kiến này anh em, cái nước kiến là cái nước ở trong này. Và cái trái này nếu anh em thay bằng cái lòng zin á thì sẽ trái đầu bằng, không phải là trái đầu cao. Cái tỷ số nén á, của cái trái đầu bằng nó sẽ thấp hơn tỷ số nén của trái đầu cao. Nó khiến cho cái mã lực của anh em sẽ ít hơn. Nếu anh em thay lên cái trái đầu cao á mà vô cái lòng zin á thì cái nước kiến nó sẽ không chịu nổi, anh em chạy một thời gian sẽ kêu. Đó, còn nếu mà anh em thay bằng nguyên cả cái bộ lòng và trái á thì nó sẽ chịu được cái lực tỷ số nén cao hơn, và nó sẽ tránh cái trường hợp bị xước lòng.
nói là cái xe anh em sẽ chài sẽ hoạt động tốt hơn, không có bị lúp hoặc là bị gõ trái hay là kêu một cách rất là vô lý khi anh em sử dụng tiết kiệm. Anh em không muốn thay cái lồng mà anh em chỉ thay cái trái đó. Thì hồi xưa mình đã có một từng mình đã chơi một cái thời mình chỉ thay trái mà không thay lồng á, anh em chạy thời gian thì nó sẽ bị kêu, nó bị sẽ bị xước cái lồng luôn anh em, nó dẫn đến cái trường hợp là mình mua thêm một cái lồng như cái trái mới nữa. Nó kiểu như là tiếc á, tiếc ít tiền mà thay là ta từ từ thay trơn luôn, nó cũng vô đó anh em ha. Rồi phần đầu thì anh em sẽ mình sẽ cho anh em một cái con số, đó chính là nếu anh em xài bô xăng lửa thì anh em hay thường làm với cái bài là 1952, xúc bắp 1952 anh em, là nghĩa là đầu vô là 19, đầu ra 22 anh em. In và out á thì phần đó thợ máy họ sẽ biết nhiều hơn, còn mình nói như vậy thì dán tắt cho anh em kiểu như anh em có thể nghe, anh em nghe rất là quen để cho anh em về có thể hiểu được một tí xíu hơn về cái chuyện mà lên bô xăng lửa rớt nắp thả cam. Thì nếu mà ra mình ở đây mình không phải rồi chỉ làm máy làm xe, nhưng mà clip này mình đang nói về cái phần mà những cái món cần thiết nhu yếu phẩm cho một chiếc xe lên bô xăng lửa 57 hoặc 62 để cho anh em hãy biết được. Còn những cái xe anh em làm á, khi anh em đưa tới lò thì họ cái lò xe họ sẽ biết cần phải biết tăng chỉnh làm những cái gì với đầu anh em, lòng anh em và cái như thế nào để cho thích hợp để rắn được những cái món đồ mà anh em phải mua đó. Thì nếu anh em thấy nhớ bấm cho mình một like, một subscribe được không, học kênh mình sẽ làm những clip về bô xăng lửa này kia và những phụ tùng để cho anh em có thể lên bô xăng lửa là 62, 65 cộng này kia. Thì nếu anh em có thắc mắc nào hoặc là những câu hỏi nào, anh em hãy cái comment đại ở phần mô tả của video á, ở phần comment ở bên dưới á, thì anh em cứ thắc mắc gì anh em cứ hỏi đi, thì bên mình sẽ trách và sẽ xem những câu hỏi đó của anh em để mình tổng kết lại thành những rút kết lại thành những câu hỏi, rồi mình sẽ từ những câu hỏi đó mình sẽ làm ra những clip như thế này để mình giải đáp thắc mắc cho anh em. Nếu clip hôm nay mình nói có gì không đúng thì anh em hãy comment vào bên dưới để nói và chia sẻ kinh nghiệm lại cho mình để mình xem và mình sửa chữa. Còn nếu mà anh em thấy hay thì nhớ đừng quên bấm cho mình một like, subscribe đồng hồ kênh và chia sẻ những video mới nhất cho anh em xem. Thì mỗi clip mỗi ngày mình sẽ làm một chút ít để mình nói này kia để cho anh em xem. Chứ nếu mà một clip mình làm quá dài thì anh em sẽ xem rất là chán ha. Bye bye mọi người nha. Bye bye, chúc ngủ của tôi vậy.